Các thầy các cô của các anh chị ạ. Em hôm nay xin trình bày đề tài đó là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả đo đăng ký giấc ngủ ở bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ạ. Thì tổng quan thì ngừng thở khi ngủ đó một rối loạn hô hấp mạn tính liên quan đến giấc ngủ và bệnh được đặc trưng bởi sự xuất hiện các cơn ngừng thở và giảm thở lặp đi lặp lại trong khi ngủ, nguyên nhân tắc hẹp đường hô hấp trên. Tỷ lệ mắc bệnh ở người châu Á thì được thống kê tương tự như ở người châu Âu, mặc dù thì có tỷ lệ béo phì ở người châu Á thấp hơn. Được cho là có liên quan đến các bất thường ở giải phẫu vùng tai mũi họng và vùng đường hô hấp trên ạ. Các nghiên cứu đã cho thấy ngừng thở khi ngủ đó là một yếu tố nguy cơ độc lập của rất nhiều bệnh lý tim mạch, thần kinh, chuyển hóa và có làm tăng cái nguy cơ tai nạn giao thông và tai nạn máy móc. Tuy nhiên ước tính ở trên thế giới có tầm 80-90% bệnh nhân ngừng thở khi ngủ chưa được chẩn đoán và điều trị đúng mức. Các bệnh nhân bị mắc ngừng thở khi ngủ nếu không được điều trị đúng mức thì có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt y học và cũng như kinh tế và xã hội. Mục tiêu nghiên cứu của chúng em đó là mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ tại trung tâm hấp bệnh viện Mai. Thứ hai là mô tả kết quả đo đăng ký giấc ngủ của các bệnh nhân ngừng thở khi ngủ. Và về đối tượng nghiên cứu thì các bệnh nhân đều được chẩn đoán ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội giấc ngủ Hoa Kỳ. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Ở địa điểm nghiên cứu là trung tâm hấp bệnh viện Bạch Mai. Về phân loại tuổi thì tuổi thấp nhất là 23 và tuổi cao nhất là 80. Chúng em gặp các bệnh nhân ở tất cả các mọi lứa tuổi và tuổi cao nhất nhóm tuổi cao nhất đó là từ 60 đến 70 tuổi và chiếm 27,5%. Về tuổi mắc bệnh của bệnh ngừng thở khi ngủ thì các nghiên cứu đã thấy là cái tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo theo tuổi và đạt đỉnh cao vào tầm từ 65 đến 70 tuổi, sau đó là giảm dần. Đặc điểm về giới tính thì số bệnh nhân nam là 60, số bệnh nhân nữ là 09 và tỷ lệ nam trên nữ là 6,7. Tỷ lệ này thì tương đối là cao hơn so với các nghiên cứu mà tiến hành ở trên cộng đồng. Cái lý do đó là có nhiều lý do, nhưng mà lý do chính là về phía nhân viên y tế đó là chúng ta chưa ý thức đúng mức về cái bệnh ngừng thở khi ngủ ở giới nữ, và thứ hai là các bệnh nhân nữ thì ít khi đến khám ở các phòng khám giấc ngủ vì lý do là ngáy. Nên là có một tỷ lệ rất lớn bệnh nhân ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân nữ chưa được chẩn đoán. Về tiền sử và các bệnh kèm theo thì tiền sử gia đình có người ngủ ngáy chiếm 42%. Là chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc và uống rượu thì chiếm lần lượt là 48% và 45%, đều gặp ở các bệnh nhân nam. Về bệnh kèm theo thì tăng huyết áp là bệnh kèm theo thường gặp nhất, chiếm 43%, và sau đó là đái tháo đường chiếm 22%. Em xin quay lại. Tiền sử gia đình có người ngủ ngáy nó rất là quan trọng, tại vì là các cái bệnh nhân mà có tiền sử gia đình có người ngủ ngáy thì thường liên quan đến các bất thường về tai mũi họng và vùng răng hàm mặt, và con cháu của họ thì có nguy cơ là bị ngáy sớm hơn và bị ở cái mức cân nặng thấp hơn so với người không có tiền sử gia đình. Về triệu chứng ban đêm hay gặp nhất là ngủ ngáy, ngáy to khi ngủ. Ngủ ngáy thì thường gặp, gần như là ai cũng gặp ngáy nhất là một lần trong đời. Tuy nhiên là cái đặc điểm ngủ ngáy của bệnh nhân OSA thì nó có đặc điểm đó là bệnh nhân ngáy thường xuyên và ngáy như một thói quen, ngáy to và khiến người khác khó chịu, không thể ngủ cùng được. Và trong khi ngáy thì thường có xen với cái khoảng im lặng, đó là các cái biểu hiện của cơn ngừng thở, sau đấy là có tiếng kèm theo đó là tiếng ọc ọc và tiếng thở gấp. Về triệu chứng ban ngày, đó là triệu chứng ban ngày thì buồn ngủ ban ngày là triệu chứng nổi bật, chiếm 48%. Em dựa vào thang điểm Epworth trên 10 điểm thì phần lớn là các bệnh nhân có mức độ buồn ngủ ban ngày mức độ trung bình. Đây là về tương quan giữa chỉ số AHI với các chỉ số nhân chắc. Thì nhìn vào sơ đồ này chúng ta có thể thấy là chỉ số AHI thì có tương quan mật thiết với vòng cổ và hệ số tương quan là 0,5. Các chỉ số khác đó là BMI và vòng eo thì có tương quan nhưng mức độ thấp hơn. Đối với BMI là 0,36 và đối với vòng eo là 0,33. Nghiên cứu của Phan Thanh Thủy tiến hành năm 2012 tại trung tâm hấp thì tương quan giữa chỉ số AHI và vòng cổ là 0,4. Đó là em so sánh chu vi vòng cổ giữa hai giới bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là vòng cổ trung bình của nhóm bệnh nhân nam là 40,5, bệnh nhân nữ là 35,8, và sự khác biệt giữa hai giới là có hình ảnh thống kê. Vòng cổ bệnh nhân nam cao hơn hẳn so với bệnh nhân nữ. Em so sánh giai đoạn giấc ngủ REM và non REM.
Giai đoạn là về chỉ số ngừng thở, giảm thở trong khi ngủ thì giai đoạn động mạch nhanh thì không cao hơn so với giai đoạn đoạn không động mạch nhanh. Tuy nhiên rằng là oxy trung bình trong khi ngủ ở giai đoạn động mạch nhanh thấp hơn so với giai đoạn không động mạch nhanh. Các cơn ngừng thở trong giai đoạn động mạch nhanh thì thường kéo dài hơn so với giai đoạn không động mạch nhanh. Tuy rằng là các mật độ các cơn thì không dày, từ đó thì nó gây giảm oxy máu nhiều hơn. Chúng ta có thể cho cái sơ đồ là có các đường màu đỏ là các cái giai đoạn REM của giấc ngủ, và một khi có giai đoạn REM xuất hiện thì sẽ có giảm độ bão hòa oxy máu nhiều hơn so với các giai đoạn khác. Đây là tương quan giữa thời gian bệnh nhân có nồng độ oxy máu dưới 90% và mức độ SpO2 nhỏ nhất ghi được trong khi ngủ. Biểu đồ ở bên bên trái là tương quan giữa SpO2 nhỏ nhất và phần trăm bệnh nhân có SpO2 dưới 90. Chúng ta thấy là nếu mà SpO2 thấp nhất khoảng từ tầm 80 đến 90 thì tỷ lệ bệnh nhân có thời gian ngủ SpO2 dưới 90% là không không thay đổi nhiều, khoảng tầm dưới 10% của giấc ngủ. Tuy nhiên là khi mà SpO2 giảm xuống thấp hơn khoảng tầm 60 đến 70% thì cái thời gian bệnh nhân ngủ với SpO2 dưới 90% là rất là dài, và có vẻ như là liên quan theo một hàm số mũ ạ. Sau đấy thì bằng một vài phép biến đổi về toán toán học thì chúng ta thấy là có tỷ lệ tương quan, đúng là cái hai cái hàm này có vẻ như là tương quan theo một hàm số lì thừa, tức là SpO2 nếu giảm thấp xuống dưới 70% thì gần như là cả đêm bệnh nhân sẽ có tỷ lệ ngủ với SpO2 dưới 90% là cao. Các bất thường về tai mũi họng hay gặp ở cho bệnh nhân ngừng thở khi ngủ ạ. Thì bất thường cái hay gặp nhất đó là malampati độ cao, tức là độ 3, độ 4. Nó lên là bệnh nhân có hẹp đường thở vùng hầu hầu miệng, và tiếp theo đó là phù nề cuốn mũi và hàm dưới nhỏ hoặc lệch sau, chiếm tỷ lệ ít hơn, lần lượt là 20,3% và 13%. Cái hàm dưới, cái đặc biệt là cái tật tật hàm dưới nhỏ và lệch ra sau thì rất hay gặp ở các thanh niên, và có cân nặng không lớn nhưng mà ngủ ngáy lại rất là nặng. Đây là một số bệnh nhân có bất thường vùng tai mũi họng ạ. Đây là bệnh nhân nam 56 tuổi, bệnh nhân này có AHI là 82 và có SpO2 thấp nhất là 56%. Cái tật đó là cái răng răng vẩu ạ, overjet. Nó nói lên là khoang miệng có hẹp. Tiếp theo là bệnh nhân nam 31 tuổi, bệnh nhân này cũng bị ngừng thở khi ngủ mức độ nặng và có tật đó là hàm dưới nhỏ và lệch ra phía sau. Bệnh nhân này thì cũng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng và có tật, có bất thường đó là malampati độ cao độ 4. Cuối cùng là một bệnh nhân này thì cũng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng và có lưỡi to và dày. Em xin cảm ơn sự chú ý các thầy cô. Cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Lưu đã trình bày một đề tài về ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Ở đây một cái đề tài rất là hay, và để cho chúng ta có thêm cái nhận thức nhiều về cái sự tồn tại căn bệnh này, thì là để thì tôi có một cái câu hỏi là, thứ nhất là em có tính cái hệ số tương quan giữa AHI với cái malampati không ha. Cái thứ hai á là cái điểm rất là đặc biệt trong cái này là thấy cái AHI mà trong giai đoạn nông REM á với lại đang đoạn REM lại bằng nhau, cái chỉ số AHI là bằng nhau đúng không? Vâng. Vậy thì cái thời gian mà ngưng thở trong giai đoạn REM á nó có dài hơn thời gian ngưng thở trong giai đoạn nông REM không? Để Vâng. nó giải thích cho cái chuyện là SpO2 nó giảm thấp nhiều hơn trong giai đoạn REM vậy. Vâng. Thì kết quả nghiên cứu của em cho thấy thế nào? Em xin trả lời câu hỏi của các thầy. Em xin trả lời câu hỏi thứ hai trước, đó là trong giai đoạn REM thì nó về thống kê thì bọn em chưa có điều kiện thống kê cái độ dài cơn ngừng thở trong giai đoạn REM và non-REM. Vì lý do là cái báo cáo của cái máy ấy, là nó không có cái mục đấy. Thế nếu mà mình muốn đấy thì mình phải đưa ra một cái file và mình phải tính tính cho từng người. Thì nhưng mà về sơ bộ thì qua cái quá trình đọc thì em có thấy là đúng là giai đoạn REM là có cái cơn ngừng thở dài hơn giai đoạn non-REM, và các thống kê trên thế giới người ta cũng thấy điều đấy. Tất nhiên là cũng không thể thống kê được là nó dài hơn bao nhiêu hoặc là cụ thể là như nào được. Và oxy thì giảm thấp nhiều hơn. Thì một trong những cơ chế đó là các cái trương lực cơ nó giảm thấp và có thể mất trong giai đoạn REM. Tuy nhiên là cũng chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nó còn liên quan đến ngưỡng thức giấc rồi các yếu tố khác nữa. Bọn em cũng chưa thăm dò được, chỉ thấy là các đặc điểm như vậy hay rất hay gặp cho bệnh nhân nặng. Còn câu hỏi đầu tiên là liên quan. Câu hỏi đầu tiên thì về liên quan giữa AHI và malampati thì em cũng chưa 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 tính, tại vì là em thấy malampati nó là một cái biến nó không không liên tục ạ.
nó miễn là biến phân loại 1, 2, 3, 4. Cũng không biết, thật ra em cũng không biết là cái đấy có tính tương quan được không. Có quý vị đại biểu nào hỏi câu hỏi nào nữa không? Vâng, thầy Bảo cũng giới thiệu là rất chuyên về, chuyên sâu về hội chứng ngừng thở khi ngủ. Cho nên là nếu mà không trả lời được thì đề nghị là bác sĩ Lưu là sẽ gặp thầy Bảo và thầy Bảo sẽ giải thích thêm. Xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã hoàn thành cái phần báo cáo của mình. Và nếu như các đại biểu không có hỏi thêm gì nữa.